Rồi bây giờ đến cái phần gọi là hướng dẫn chữa ù tai điếc tai. Thì phương pháp chữa ù tai điếc tai theo liệu pháp y mao bạch thập chỉ liên tâm ấy, là cực kỳ hiệu quả đối với những cái chứng là điếc tai của người lớn tuổi. Và cái phương pháp này cũng là giúp cho chữa cái chứng rối loạn tiền đình, thiếu máu não luôn. À, những ai bị tiền đình, thiếu máu não, thậm chí là những người bị đau đầu hay là đau nửa đầu, migraine. Rồi việc đầu tiên thì chúng ta luôn nhớ là kiểm tra tình trạng điếc. Vừa rồi chúng ta kiểm tra rồi, bao giờ chúng ta thực hiện phương pháp cũng phải kiểm tra trước và sau. Một người lưu ý nhé, lưu ý giúp tôi là phải kiểm tra tình trạng trước và sau. Vừa rồi tôi có kiểm tra, và kiểm tra cái người điếc ý, chúng ta còn nhớ là cách kiểm tra như thế nào không? Đứng đằng sau người bệnh đúng không? Đứng đằng sau người bệnh, hoặc là không cho họ nhìn miệng, hoặc là mình đứng đằng trước, người ta đứng đằng sau mình nói. Mà bởi vì sao? Bởi vì cái người biết ấy, họ không có nghe thấy mình nói rõ, nhưng mà họ nhìn mình hiểu, đoán chương trình, họ nhẹ mình nhét cái gì họ biết cái đó. Nên là mình phải kiểm tra. Có một số cái tình trạng ù tai điếc tai chúng ta không bao giờ giúp được. Thứ nhất là trường hợp thủng màng nhĩ. Chúng ta nhớ nha, chúng ta không giúp được trường hợp thủng màng nhĩ đâu. Khi mà lớp chuyên sâu á, khi mà học lớp chuyên sâu là chúng ta sẽ học được cái gì ạ? Chúng ta sẽ học được, chúng ta sẽ xem được cái phim, cái đoạn phim để hình dung được cái hình ảnh là âm thanh tác động đến cơ thể chúng ta, âm thanh tác động đến tai như thế nào và não chúng ta tiếp nhận nghe được âm thanh như thế nào. Nó có cả một cái cơ chế âm thanh tác động đến thì chúng ta sẽ rõ hơn cái cơ sở khoa học. Bóp thôi chứ đừng có miết thế, người ta rách cái da luôn. Bóp này, bóp chứ không miết nha, bóp nhẹ thả ra. Rồi thì chúng ta sẽ hình dung được là cái âm thanh tác động đến não như thế nào, chúng ta nhận biết âm thanh ra làm sao. Rồi cái ù tai điếc tai, mọi người nhìn này, việc đầu tiên là phải bơm máu. Thì đây là hai chị cùng lớp đang bơm máu cho cô ha. Vừa rồi chúng ta đã kiểm tra tình trạng nghe rồi, và tôi nhắc lại là có một số trường hợp không có chữa được. Thứ nhất là thủng màng nhĩ chúng ta không làm được. Thứ hai là khi ấn vào tai, mọi người lưu ý này, chúng ta ấn vào cái chỗ tai này này, ấn vào đây này, ấn vào trước tai này này, mà động nhẹ vào mà bệnh nhân la lên á, kêu đau lói lên á, thì họ đang có ổ viêm. Chúng ta tuyệt đối không được tác động, mọi người nhớ nhá, tuyệt đối không được tác động những trường hợp này, vì họ đang có ổ viêm. Lúc này chúng ta phải giới thiệu họ tới đâu? Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Chúng ta không thay thế được tây y, chúng ta không làm được cái chuyện đó. Chúng ta chỉ hỗ trợ được những người lớn tuổi mà bị chứng ù tai điếc tai do sơ, do những cái mạch máu lớn tuổi rồi, già rồi thì nó sơ, nó làm sơ hóa tế bào mà thôi, nên là nó làm giảm sức nghe. Rồi đấy là trường hợp viêm, trường hợp thủng màng nhĩ không chơi nha. Có một số trường hợp nữa là cái máy tai nó thít chặt lỗ tai, chúng ta cũng không làm được đâu. Cái này là phải cũng gửi đi bác sĩ, chứ đừng có giới thiệu người ta ra là máy tai tùm lum tà la rồi lại còn bị nhiễm nấm nữa thì chết luôn á, không vệ sinh rồi còn nấm đầy tai nữa. Rồi cô này như vậy là vừa mới bơm máu xong đúng không, thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành chữa ù tai điếc tai rồi. À, cô quay đây nha, mọi người có nhìn được không? Nhìn được ha. Rồi để tôi kiểm tra xem là chúng ta nhìn có rõ không nha. Rồi bây giờ phải đặt máy ở đây thì mới nhìn được cái xoay cái tai nha. Đặt máy như thế nào đây? Rồi đây. Rồi lớp ở dưới có nhìn được không nhỉ? Tôi quay như này có nhìn được không? Được chứ gì ạ? Rồi, vừa rồi là bơm máu kỹ lên đầu. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục mà. Sau khi bơm máu kỹ lên đầu, tôi sẽ làm kỹ thêm một cái cho khóa mắt kìa. Tôi sẽ làm một động tác nó kỹ hơn một chút nữa. Mọi người nhìn này, là sẽ bóp kỹ cái cơ ức đòn trúng để đưa máu lên. Mọi người nhớ là bóp kỹ cơ ức đòn trúng, chúng ta đặt cái tay giữ vững ở đằng sau để có cái điểm tì. Rồi cái ngón tay cái chúng ta đặt ngang cái góc hàm và chúng ta bóp cái cùi ngón cái. Chúng ta bóp thả. Như vậy là mỗi lần chúng ta bóp thả như vậy là một lần bơm máu khí lên đầu. Mình nhớ là khóa đỉnh đầu và khóa hố nách. Rồi, bơm khí lên đầu. Rồi, cô chuyển bóng sang bên này. Cô chuyển bóng.
Rồi, mình thấy là sau khi mình đẩy máu lên, lúc này tay tôi sẽ chụp cái quanh cái tai nha. Đây, để chuyển máy ra đây đã. Chuyển máy ra đây cho những người khác cho học được. Thấy rồi nha. Rồi. Rồi, chúng ta nhìn này, được không chị Hai, thấy không? Thấy. Rồi, chụp quanh cái tai này, chúng ta nhìn thấy nha. Rồi, vòng cái tay mình chụp quanh tai. Đó, thấy được cái tai cô không? Rồi. Mình quào máu vào bên trong tai. Lúc nãy mình nhìn cái hình ở trên trên màn chiếu rồi đấy, mình nhìn thấy đường mạch máu nó đi nhá. Đó. Đó, mình quào máu vào này. Chủ yếu là thấy cái tai á. Rồi, ok. Rồi, mình quào máu vào xong này. Khoảng chừng mình quào mấy chục cái. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô 80 rồi. Cô 80 rồi, đúng rồi. Quá trẻ luôn. Khỏe. Ở nhà mà mỗi một lần mà nói chuyện có giống như chửi lộn không? Cãi lộn không? À, thế thì chưa ăn thua. Mới còn nó. Bắt đầu điếc thôi, chưa có điếc lắm. À, mới bắt đầu điếc thôi. Chứ có nhiều tivi nhỏ tao nghe, bạn tivi lư tiếng lớn tao nghe, tiếng nhỏ tao nghe được. À đúng rồi, chứ mà là tâm sự nãy giờ mà nói nhỏ nhỏ này cũng nghe thấy như thường thôi mà, nghe mà đúng không? 97 tuổi chị đúng không? Dạ 97 tuổi chị lá còn không nghe. Người lớn tuổi thì mình hỗ trợ rồi. Bây giờ này, sau khi mình quào rồi mình xoay này, mọi người thấy không? Xoay này, đây này, giống như vặn cái nút chai thôi chứ có gì đâu. Đó. Rồi, bây giờ bắt đầu đến cái phần là mình sẽ vò miết cái vành tai. Chúng ta cầm cái tay này, mình cứ vò tự do thôi mọi người nhé. Cái kỹ thuật của cái phương pháp liệu pháp y mao mạch thập chỉ liên tâm á, thầy Dư Quang Châu chủ trương là đơn giản hóa mọi vấn đề, nhưng mà lại rất hiệu quả. Mọi người nhớ là chúng ta cứ làm thư thái ha. Đây này, đó, mình cứ đặt tay vào, mình cứ vò miết cái vành tai. Rồi, miết bên ngoài rồi, bây giờ miết bên trong. Khi miết như thế này, cô có nghe chỗ nào đau không? Ví dụ đây có đau không? Đau không? Không đau luôn, đau không? Có đau chỗ này không? Không đau, không đau. Đau không ạ? Không đau luôn. Chỗ này hơi hơi nhá. À, nếu mà tìm được chỗ đau thì chúng ta sẽ miết cho nó hết đau. Tắt này. Chỗ này đau đúng không cô? Rồi, chỗ này đã hơi. Bẻ tai này, bẻ tai bà này. Rồi, có này. Dạ, bẻ tai này, đó. Nó cứ mất mạng rồi lại có mạng như thường. Đoạn gây cấn thì là rớt mạng. Rồi. Rồi sau đó thì xong ạ, sau khi bẻ tai xong, chúng ta bẻ luôn cả cái bên trong này ha. À, thường thì mình làm tai mình phải có miếng giấy toilet, tại vì tai tai nhiều khi dơ á, cái tay mình trơn mình làm không có được. Rồi. À, ai có miếng giấy giấy không ạ? Giấy lau tay á, cho tôi xin miếng đi. Tại vì sao ạ? Nếu không nó trơn lắm. Nó trơn nó không có làm ăn gì được. Rồi, xé cho miếng đi. Cảm ơn em, xé một góc nhỏ thôi. Xé một chút xíu đó. Đấy, đấy, xé. Giật ra. Rồi, mọi người nhìn này. Chúng ta sẽ nhé. À, chúng ta sẽ nong cái lỗ tai ra ha. Mọi người nhìn này. Nong lỗ tai này, mình nong này. Đặt tay vào, nong lên này. Nong xuống này. Nong ra đằng trước này. Nong ra đằng sau này. Bẻ cái tai này, ok, đó, tai cũng sạch thế đó. Rồi, rồi, sau đó thì mình làm tai bên kia. Rồi bây giờ tai bên kia đi cô. Có đau không cô? Không đau. Không đau. Rồi, đá mà là. Rồi bây giờ chủ yếu là quay cái tai cô này. Không có tay quay mặt người hướng dẫn này. Bây giờ làm sao để quay được cái tai cô mà không thấy mặt người hướng dẫn nhỉ? Rồi, mọi người nhìn này, ở đây có nhìn được không? Bây giờ ai làm tai bên kia tôi hướng dẫn. Rồi chị lên làm đi, em hướng dẫn. Rồi bây giờ vậy là chị làm thì quay cái tai của cô ra cho lớp nhìn nhé. Đây. Rồi. Đấy, chị cho cô quay tai ra. Quay vào. Đúng rồi, thế đó. Lớp có nhìn được không? Được. Nhìn được đúng không? Chị Hai đứng bên này. Chị Hai đứng bên này, em đặt máy bên kia. Rồi, được rồi, xong rồi đó. Được rồi. Đúng rồi, quào máu vào. Quào máu vào tai. Mình quào từ bên ngoài vào tay.
Rồi xoay. Rồi bây giờ bắt đầu về về vò miết cái bàn tay, vò một cách tự do thoải mái, trong khi vò á tìm cái điểm đau. Cô đau không? Đây chỗ nào đau? Chỗ nào đau thì mình vò miết kỹ cái chỗ nào cô đau. Đây hả, đau. Đó, tao đau rồi đó, cái cái. Đấy, vò miết kỹ chỗ đó đi. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Vén cái ta tóc này ra. Rồi, vò miết kỹ cái chỗ đó. Vò miết một lúc thì nó sẽ hết đau. Nó chỉ vì nó tắt á. Cô về cô biết cái điểm đau rồi cô tự vò cái chỗ đấy cô nhé. Cái chỗ mà cô thấy đau ấy. Thì bây giờ hôm nay cô về là cô cứ vò thì nó sẽ hết đau. Rồi sau đó mình cầm mình bẻ cái tay. Mình cầm vững mình bẻ cái tay. Cho đi miếng giấy đi, làm cái gì lắc tay thì chỉ 5 tay thôi. Hai miếng giấy này. Đó, đúng rồi đó. Rồi bén tóc lên cho bén. Mọi người nhìn được không? Rồi mình nâng cái tay lên, nâng lên. À, đút sâu vào cái lỗ tai, đút thẳng cái tay vào lỗ tai, nâng lên. Đúng rồi. Rồi xuống, ra đằng trước, ra đằng sau. Rồi bẻ luôn cái vành tay nhỏ. Đó, đó. Rồi, bây giờ ép tay. Ép tay, ép mạnh vào, ép mạnh vào, ép mạnh này, ép mạnh như này này, ép mạnh, đây, ép như này này chị, nhìn này, mọi người nhìn này, ép này, thả này, ép này, thả này, ép này, thả này, ép này, thả này, bây giờ vỗ, mọi người nhìn này, khi vỗ chúng ta sẽ hóa giữ một bên tay, tức là vịn vào đây, rồi tay kia chúng ta thả lỏng ra, chúng ta khum khum cái tay nha, giống như là vỗ cho cái em bé mà nhỏ nó bị cái đờm á, em bé nhỏ chúng ta vỗ lưng ấy, đó, thì chúng ta cũng khum và chúng ta thả lỏng cái cổ tay, nhưng phải tán nguyên cả cái tay vào tay này ra nha, thả lỏng ra và chúng ta vỗ, đó, vỗ thế đó, rồi bên xuống giữ bên này, vỗ bên kia, rồi bây giờ cô quay lại, cô nghe cái cảm giác cái tay của cô thấy sao? Cứ có sao nói vậy? Nghe cái sức nghe sau cái lúc trước thế nào? Nghe rõ hơn chút, thấy cái đầu tai nó thoải mái, người ta đã nghe thoáng hơn á, nghe thoáng hơn. Rồi bây giờ tốt nhất là bây giờ con sẽ đứng đằng sau, con nói chuyện, cô bịt tai mà để xem là so với lúc trước sao nào. Bây giờ cô bịt một tai đi, cô bịt tai mà. Và bây giờ mọi người nhớ là tôi cũng vẫn nói cái âm lượng như lúc trước nha, vô lông vẫn như lúc trước. Rồi bây giờ đến tai kia đi cô. À, bây giờ cô rút ra cả hai tay ra. Sau đó thì cô thấy so với cái lúc trước ấy, so với lúc trước mà con kiểm tra ban đầu á, thì đã, cô thấy sao? Thấy đỡ hơn nhiều lắm. Con là hình dáng có điếc nữa, không bị điếc nữa. Ồ, coi như không bị điếc. Coi như không bị điếc. Cô nói được nghe hết trơn. Nghe hết trơn. Mà thấy dễ chịu không? Dễ chịu. Chúc mừng cô. Bây giờ chúng ta sẽ về làm thường xuyên nhé. Bởi vì là chúng ta muốn mà cho cô mà phục hồi hoàn toàn á, thì là mỗi ngày đều phải làm. Mỗi ngày đều phải làm. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách tự làm. Bởi vì là không phải lúc nào cô cũng có sẵn sàng có con cháu làm giúp đúng không? Có không? Không, không có đâu, không. Có con dâu có con nhỏ lo cho con, nó không biết sao mà lo cho mình. Thế thì bây giờ được rồi, phương pháp liệu pháp y mô mạch thập chỉ liên tâm nó có một cái đặc biệt là này, chúng ta tự lo cho mình được. Mọi người nhớ là tự lo là hạnh phúc ha, bởi vì nếu mà chúng ta cứ phải chờ đợi á thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm và buồn lắm. Bây giờ lớp sẽ học cái cách mà tự làm nhé, mọi người làm theo đi. Rồi khóa trên đầu sao được không cô? Khóa được chứ. Ai cho ý kiến khóa đầu như thế nào? Lấy cái nón. Cho cái gì nó nặng nặng vào. Hiểu không ạ? Thì nó nặng. Nó nhẹ thì mình cho nặng. Cái đó cũng phải hỏi nữa. Mình rõ ràng mình thấy nhẹ thì mình cho nó nặng thôi chứ có cái gì đâu. Đúng không? Mình khi mà mình đã có cái thắc mắc là mình phải đi tìm cái hướng giải quyết, đúng không ạ? Rồi bây giờ cảm ơn cô xuống con ngồi, con sẽ hướng dẫn cho cô và cả lớp.
cái cách mình tự làm. Khi mà chúng ta làm cái bài này á, những người bị ù tai lưu ý á, ù tai chưa chắc là một lần đã khỏi. Có nhiều người khi mà bị ù tai chúng ta có thể phải làm cả 10 lần, 20 lần, thậm chí cả tháng, tháng rưỡi, 2 tháng mới hết. Nên là chúng ta đừng kỳ vọng một phép màu nha. Điếc tai cũng vậy, chúng ta học phương pháp chúng ta nhớ là chúng ta hiểu cơ sở khoa học, chúng ta tỉnh táo một chút xíu. Ví dụ như này, nó cũng giống như cái chuyện cái người liệt á. Ai mà nhìn thấy trên mạng những cái trường hợp mà liệt vừa mới bấm cái và đứng lên đi ton ton, có không ạ? Bây giờ hỏi chuyên môn, có không? Chắc chắn là không. Câu trả lời là không luôn. Và trả lời một cách mạnh dạn. Vì sao? Vì người ta liệt là gân cơ thần kinh, đúng không ạ? Tổn thương hết rồi. Hệ thống gân cơ mà đã tổn thương, chúng ta cần phải có thời gian phục hồi, mà phải lâu, không phải là ngày 1, ngày 2. Nên là tất cả những cái chuyện gì mà như là phép màu là không có căn cứ, và chúng ta đừng bao giờ mơ mà. Cái đó mình gọi là sự mê muội. Mọi người nhớ nhá, tỉnh táo đi ạ, đừng có mê muội ạ. Khi chúng ta mê muội, chúng ta thể hiện chúng ta thiếu hiểu biết. Và sao ạ? Và mắc cười lắm. Chúng ta phải hiểu rõ ràng là để mà phục hồi một cái người liệt, tính bằng năm. Tính bằng năm, kể cả hôm nay họ tới lớp học. Lớp học chuyên sâu thường ở đây thường xuyên chứng kiến cái tình trạng là người bệnh tới đây đi xe lăn. Ngồi trên xe lăn mà sau khi ra khỏi lớp, họ ra khỏi xe lăn và người nhà tự nhiên ton ton khênh cái xe lăn. Chuyện đấy có thật. Chuyện đấy có thật, nhưng họ chỉ bước đi một số bước rồi về nhà họ liệt tiếp. Vì sao? Vì là cái gân cơ họ yếu lắm, họ không thể chịu đựng được những cái hoạt động như vậy. Nên là mình muốn mà họ đi được thật sự, mình phải bằng cả năm trời mình giúp họ mỗi ngày một chút, một chút, một chút để nâng cái sức khỏe của hệ thống gân cơ thần kinh của họ lên. Mạch máu của họ thông hoàn toàn, máu tới nuôi lại được tế bào, phục hồi lại, gân cơ thần kinh phục hồi lại. Lúc đó tăng cơ lên nữa chứ, cơ teo hết rồi. Cơ bản thân mọi người hình dung là cơ yếu, nhão, lấy gì ra có sức bật để mà bước, đúng không ạ? Mình muốn bước được là phải hệ cơ của mình phải khỏe, gân của mình phải khỏe, thì phải có cái sự phục hồi một cách dần dần, lâu dần, lâu ngày. Thì cái chứng điếc này cũng vậy. Vừa rồi bấm cho cô nghe rất khả quan, nhưng mà ngày mai phải bấm tiếp cô nhé. Và hàng ngày bấm nữa. Và ai cũng vậy à? Bây giờ mọi người giúp tôi đi, chúng ta bắt đầu làm ạ. Mọi người làm theo hướng dẫn nha. Đầu tiên, hàng ngày chúng ta sẽ làm với những người nào hay đau đầu này, thiếu máu não này, rối loạn tiền đình này, ù tai điếc tai, chúng ta làm kỹ thuật này thường xuyên. Còn những chị em phụ nữ nào muốn đẹp, muốn trẻ khỏe, chúng ta cũng làm thường xuyên ha. Cái bài kỹ thuật này nó không phải chỉ chữa bệnh, mà nó chính là một cái phương pháp giúp đưa máu đầy đủ lên đầu. Mà khi máu đã đầy đủ lên trên não của chúng ta, chuyện gì cần đến sẽ đến, vì não là não chỉ huy. Ok chưa ạ? Nó sẽ làm cải thiện làn da, cải thiện những cơ quan ở trên cái khu vực đầu của chúng ta. Rồi, tai, mắt chúng ta ha. Chúng ta đây, lấy tay này. Rồi, sau đó chúng ta giữ vào cái chỗ cơ ức đòn trũng. Rồi, chúng ta bóp này. Bóp này, rồi. Lưu ý bóp này. Đó. Đó, mình bóp như thế khoảng 20 đến 30 cái. Mình cứ bóp một cách thả lỏng nhẹ nhàng, đừng có gồng cứng. Gồng cứng mà mình đau rồi mình mỏi cái tay. Đó, nhẹ nhàng như vậy đó. Rồi sau khi mình nhẹ nhàng mình bóp cơ ức đòn trũng xong, mọi người cảm nhận là thấy máu nó lên bừng bừng trên mặt chưa? Có bừng. Nóng nóng ha. Đó, nghe bắt đầu bừng bừng rồi đó. Rồi bây giờ tiếp tục nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm tiếp, là chúng ta sẽ đi tìm cái cơ ức đòn trũng. Rồi mọi người tìm cơ ức đòn trũng đi. À, tìm cái động mạch cảnh. Mọi người đi tìm động mạch cảnh đi. Tìm động mạch cảnh đi, mải nhìn cái máy quay. Đó. Rồi đợi chút tôi chỉnh cái máy quay nha. Mọi người đi tìm cái động mạch cảnh, thấy động mạch cảnh chưa ạ? Rồi mọi người thấy động mạch cảnh rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái ngón tay của chúng ta. Thôi trượt trượt cái máy ra ngoài rồi. Đợi chút nha, không có rớt cái máy vỡ. Trượt cái máy. Rồi mình đẩy đi ạ, mình tìm được cơ ức đòn trũng rồi. Thì bây giờ mình sẽ đẩy máu lên trên đầu đi mọi người. Rồi, cái máy được rồi. Rồi, mình dùng hai ngón tay này, mình giữ này. Rồi mình tìm thấy cái động mạch này, mình đẩy lên này. Đó, đẩy lên theo chiều hướng đi lên trên đầu để đưa máu lên đầu. Lúc này nghe máu nó lại nóng thêm nữa rồi đó. Mọi người nghe chưa? Nóng cái mặt mình lên rồi đó.
Rồi, tiếp tục. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dùng cả 10 cái ngón tay. Rồi chúng ta choàng đằng sau cái tai nhé, quanh cái tai nhé, và chúng ta quào đưa máu theo xu hướng đưa về tai. Rồi. Đó. Quào thoải mái và hoàn toàn tự do. Chúng ta làm hoàn toàn tự do thoải mái, miễn là làm sao chúng ta quào đưa được máu về tai. Nghe nóng rực lên ha. Nóng rực lên ha. À, thấy má hồng hồng rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu xoay. Tiếng cười nghe má hồng nha. Rồi mình xoay này. Xoay tới xoay lùi rồi. Sau đó bây giờ mình dùng tay hai bên, ngón trỏ ngón cái mình bắt đầu nắm cái vành tay. Mình bắt đầu vò miết cái vành tay. Mình vò miết kỹ. Chị là bị sơ cứng cái màng nhĩ đó. Cái sơ cứng màng nhĩ phải có thời gian lâu dài chị nhá. À, do đó chị sẽ làm thường xuyên. Vì máu nó đã không tới nuôi lâu lắm rồi, nó mới sơ cứng cái màng nhĩ. Khi sơ cứng màng nhĩ là nó không còn cái độ rung nữa. Mọi người hình dung giống như cái màng trống á. Mọi người thấy bịt cái trống ấy, âm thanh tác động nó làm rung cái màng trống. Đó, thì bây giờ cái màng nhĩ của chị nó không rung được nữa. Thì chị phải đưa máu vào nuôi nó để cho nó phục hồi lại cái tế bào. Vì tế bào nó đã bị không có máu, nó đã sơ cứng lại rồi. Mình học y mao mạch mình biết rồi. Tế bào mà không có máu tới thì tế bào chết, đúng không ạ? Sơ cứng lại. Rồi, sau khi vò miết vành tai, mọi người nhớ là đi tìm cái điểm đau luôn cho mình nhé. Nếu mà vò có cái chỗ nào đau ấy thì chúng ta dừng, chúng ta vò kỹ cái chỗ đau đó nhiều lần. Rồi tiếp tục, sau khi vò miết vành tai. Dạ, nếu mà không có chỗ đau thì là cứ vò bình thường. Thì cứ vò bình thường, bỏ qua bình thường. Còn nếu mà có chỗ nào đau thì mình vò đặc biệt hơn cái chỗ đó nữa thêm. Rồi bây giờ mình bẻ cái lỗ tai đi mọi người. Nắm này, ngón trỏ ngón cái này, mình nắm chắc này. Cái vành tai này mình bẻ này. Rồi mình nắm này, bẻ này. Mình có thể nắm và mình giữ cái ngón cái, mình bẻ ra trước này, bẻ này. Bẻ này, đó, bẻ tai này, kéo này. Véo cái tai luôn. Dạ, bẻ nhiều cái cô. Vài cái được rồi. Vài cái được rồi, người nào thích thì 5-7 cái, không thì 3-4 cái cũng được. Đó, rồi sau khi chúng ta bẻ xong, mọi người cầm đút cái lỗ tai của mình này. Rồi, đút, nút chặt vào hai cái lỗ tai đi. Nâng lên. Kéo xuống. Nâng ra đằng trước, nâng ra đằng sau. Wow. Bây giờ mọi người nghe sao? Nghe nóng chưa? Nóng ha. Bây giờ mình cầm tay này, hai bàn tay này, bên hai bàn tay này. Mình áp, mình ép chặt vào tai. Ép chặt vào, thả ra. Ép thật chặt vào, thả ra. Ép thật chặt vào, thả ra. Ép thật chặt vào, thả ra. Ép chặt, thả ra tiếp. Bây giờ mọi người cho ý kiến mình thấy sao? Mọi người bây giờ thấy sao rồi, cảm nhận sao? Nghe rõ hơn ha. Nghe rõ hơn. Rồi, ai có cảm nhận gì khác? Có, mà sao lóc em nóng lên thêm nữa cô. Nóng? Nóng lên thêm nữa. À, nóng lên thêm nữa ha. Rồi, có ai nghe mắt mình sao? Tự nhiên mắt, thấy ai mắt thấy sáng bừng lên không? Sáng. Sáng hẳn lên đấy, đỡ đúng không? Mắt. Đỡ chảy nước mắt đấy, sáng hẳn lên. Hay bị ra nước mắt sống, mắt à, hay bị chảy nước mắt sống ha. Vậy thì bây giờ mỗi ngày chị phải làm kỹ thuật này thì sẽ hết chảy nước mắt sống. Thì chúng ta đang đưa máu lên trên đầu và làm thông mấy cái cơ quan ở trên đầu của chúng ta ha. Rồi, đấy là bài chữa ù tai đích tai rối loạn tiền đình thiếu máu não. Thì ai ở đây bị rối loạn tiền đình? Ai ở đây rối loạn tiền đình? Chúng ta sẽ làm cái kỹ thuật này thường xuyên nhé. Lớp mình được cái không có ai rối loạn tiền đình. Bây giờ chúng ta thực hành đi ạ. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.